Có những câu lặp lại ý nghĩa: tạ ơn Chúa đã ban vào trái tim con tình thương. Thật sự nếu không có tình thương, không có liên hệ, thì vài cử chỉ tôn giáo, vài nghi thức sẽ bị hiểu lầm ngay. Đây là câu chuyện cười xảy ra ở một giáo xứ ở Vĩnh Long. Ăn cơm trưa thì cha xứ với cha phó, hai ông đều người miền Nam. Khi ngồi ăn cơm thì mặc đồ bà ba, đâu có mặc áo dòng. Thì ngồi trên lầu thì nghe tiếng tu quýt, thớ còi của công an chạy đầy dưới sân. Cha phó mới nói: cha sở ơi, hình như họ khám nhà. Ông cha sở mới nói: làm gì khám ban ngày, khám ban đêm không à? Thì hai cha đi ra coi, nhìn xuống thấy công an với dân chúng đầy dưới sân. Thì anh phó ty công an, anh trung úy mới nói: Linh Mục, có thằng ăn cướp ở bên chợ, nó cướp đồ người ta rồi nó chạy, nó chui vô vườn nhà ông, rồi cho chúng tôi vào bắt nó. Trời, cha sở mừng quá, nói: mấy anh cứ làm nhiệm vụ. Thế rồi hai người cùng đi xuống để coi cái thằng đó nó núp ở đâu. Xuống dưới vườn thì thấy cái thằng đó lên tuốt ngọn cây dừa, nó đang đu để đó. Mà ở dưới này có ba bốn anh công an nói: mấy ông xuống tao bắn. Thì nó nói: thả bắn chết sướng hơn. Rồi rớt xuống bị đánh đau lắm. Thế là mấy công an nói: đến 1 tới 3 mày không xuống tao bắn. Đến 1, 2 thì Linh Mục mới nói: xin mấy anh im để tôi khuyên nó. Mà ông mặc đồ thường mà, cha sợ đến nói: con. Thì nó nói: ông là cái gì? Thì giờ ông nhìn ông mặc đồ thường, ông nói: tôi là cái chủ vườn đây này. Rồi ông muốn gì? Khuyên con xuống đi. Cho nên nói: tôi xuống rồi mai ông có bảo đảm tụi nó không có đánh tôi không? Cha đâu dám bảo đảm đâu. Cha đứng im cái nó nói: thôi ông đừng có khuyên nữa, thà nó bắn tôi chết cho rồi. Thế là anh trung úy công an anh lấy cái K54 của anh ra: tao đếm đến 10 ngày không xuống là tao đột một cái là rớt xuống ngay. Thế thằng kia nó liền, anh đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 7. Linh Mục tới nói: ghê quá, máu me sẽ xảy ra, anh cho tôi cầu nguyện cho nó rồi anh bắn tiếp cũng được. Thế là Linh Mục chắp tay, cha sợ chắp tay là làm phép lành cho nó. Tự nhiên nó leo xuống liền mà. Rồi nó đưa tay cho còng dắt đi. Trời ơi, cha phó mới nghĩ trong lòng: cha sở thánh thiện thiệt, mới có chút lành cái thằng đó nó nghe lời nó leo xuống. Còn cái thằng đó thì mấy anh công an dắt nó đi thì mới hỏi: mày con nhà đạo? Nó trả lời: đạo hạnh cái mẹ gì, chứ sao ông Linh Mục ông làm cái gì thì mày leo xuống? Tôi ở trên cao tôi đâu có nghe. Hình như ông nói: mày không xuống tao cho cưa cây. Té đầu rồi. Nếu tôi nói nếu thôi, nếu tất cả những nghi thức mình dự mà mình không hiểu hay là không có tình yêu thương thì giống vậy đó. Cho nên mới có câu chuyện cái nghề Mariville, Sydney. Xứ cũng có nhiều người Việt đó. Đức cha David Kriming là đức cha phó tới bàn phép kiệt sức mà ngài rất thương trẻ con. Nó cứ tới leo vai này, rồi các ông các bà của mình cứ tới xua nó đi, nói nó hổn. Mà đức cha cứ ngồi bẹp xuống cho nó leo lên. Rồi sau lễ, ngài có thói quen đứng trước đó rồi ban phép lành cho ai bế mấy em nhỏ tới. Năm đó tôi có mặt đó nhá, rồi có mấy sơ Việt Nam nữa. Thì đang đứng vui vẻ vậy, có một cô người Úc có vẻ giang hồ lắm, tay có song, có ẩm đứa nhỏ đứng ngoài sân la to: hey David, do you remember me? Mọi người nói: chết cha rồi, cái này chắc cũng có chuyện nữa rồi, bởi vì nó ẩm đứa nhỏ nữa. Thế mà còn thêm: hey David, you remember him? Đức cha phải trấn tĩnh lại nói: mời vào. Cái là nó xem vào cái nó nói: ông có nhớ tôi không? Bị sốc năm ngoái ông chúc lành cho tôi và tôi xin được thằng này. Đức cha mừng quá trời. Chúc lành lại cái nó đi mất. Nó đi mất cái đức cha quay qua các sơ Việt Nam nói: ai muốn được chúc lành? Mà đồng mà sơ mà được chúc lành là có thai sao? Lại cũng không hiểu ý nghĩa đó. Chuyện thứ ba là có một linh mục người Mỹ, bên Mỹ tôi thấy có thói quen cũng hay. Sau lễ là cha đứng ở cuối nhà thờ, rồi người ta đến nói chuyện, bắt tay, uống trà đầu tại đó, rồi ai có em nhỏ bồng tới. Thì cha làm phép một hôm đem tới 8 đứa. Rồi bây giờ làm từng đứa lâu, ông bảo xếp hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái ngang mình làm chung đó. Chuyện nó vui, nhưng mà ý tôi nói, nếu như không có cái liên hệ bên trong, nếu như vợ chồng sống với nhau mà không nhìn thấy nhau. Có 5 cách để giết người, sách văn hóa Úc đã nói. Có cách thứ nhất là bóp cổ nhau cho chết. Thời xưa đó chưa có gì thì bóp cổ là sống. Cách thứ hai lấy cái chày bằng đá nện vào đầu. Bắt đầu tới thời có làm lao, thời đại đồ sắt thì lấy cái lao xuyên vào tim nó là xong. Rồi cách thứ tư là bắt đầu có súng thì kéo cò. Cách thứ năm là nhấn nút thả bom. Cách đặc biệt hơn 5 cách đó là chủ nghĩa Martino, mặc kệ nó. Không thèm để ý tới, không đá động tới, không nhìn thấy, không nói năng, không tiếp xúc. Cách đó giết người êm thấm nhất, tinh vi nhất mà không mang tiếng ác. Coi chừng sống bên nhau mà không có mối liên hệ. Tôi phải là hôn phú. Đám cưới nào tôi cũng hỏi, và lâu lâu cũng có người trả lời sai. Cặp trẻ quỳ đây, tôi ra trước khi cho nó hứa với nhau đó. Tôi nói hỏi hai em, ai là người quan trọng nhất trong nhà thờ hôm nay? Tự nhiên hai nói cha. Rồi nó còn cãi nữa, nếu không có cha thì bí tích đâu có thành. Chết. Trong vậy có những bí tích đâu cần linh mục. Có vài trường hợp như rửa tội cách cấp bách, nguy tử. Ai trong quý vị cũng rửa được mà. Và bí tích hôn phối, thầy phó tế cũng làm được. Đâu phải linh mục. Bởi vì bí tích hôn phối, sự liên hệ của hai người đó, tình yêu hai người đó trao cho nhau, nó làm cho bí tích trở thành valid, có nghĩa là có hiệu lực. Cho nên bao lâu sống bên nhau mà không còn liên hệ với nhau thì nó hết valid, đáng thương. Cho nên hồi nãy tôi nói Xuân Diệu nói đó là đem tử hình đó. Trở lại vấn đề của mình đang nói, Chúa là ai mình không biết, qua Chúa Giêsu mình mới biết một chút về Thiên Chúa. Cho nên cảm ơn con Thiên Chúa làm người, để Chúa Giêsu nói ai đến với Cha phải qua Thầy. Cái đó đúng. Ngày tôi được thụ phong linh mục thì rất nhiều ông bà bên Tây Úc nói bây giờ cha được lên một cấp. Tôi nói xuống chứ, tại câu Chúa Giêsu đó, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Tức là Thầy ngon hơn không? Cái hồi tôi làm thầy, bây giờ tôi xuống cấp mới làm linh mục. Thế họ cản lời, cái họ nói thế mà cũng nói. Cũng như có nhiều bà hiện giờ là tuần rồi tôi đi Sydney về, đi họp người già, thế là họ thương tôi lắm, tôi đi vắng, khui cho tôi lon coca để đông lạnh, tụi nó thích lắm. Tôi thích coca, uống vô cái hai ba bà đến cao niên rồi mà còn uống thứ này tiểu đường. Tôi đứng dậy nói tôi không bao giờ tiểu đường, tôi chỉ tiểu nhà thôi. Cái giận đó, giận không nói chuyện nữa. Xin trở lại nha, nếu chúng ta không có mối liên hệ thì mọi cái chúng ta làm đều là hiểu lầm, ngẫu tượng hay vô ích, đáng sợ. Cho nên phải suy nghĩ lại cho kỹ. Hồi nãy tôi vừa mới nói mỗi người là duy nhất, đúng chứ không sai. Bây giờ tôi nói thêm, mỗi người để phân biệt với người khác còn mang một cái họ. Việt Nam mình có họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, họ Phạm, họ Phan, họ Bùi, họ Võ, vân vân, nhiều lắm, nhưng họ Nguyễn vẫn là nhiều nhất, đúng không? Người Úc mới là lúc mình mới sang nó đọc tức cười chết luôn, đủ thứ kiểu ngờ em rồi gai rồi nguyên rồi như đó. Bây giờ họ đọc khá hơn, nhưng mà các linh mục ở Việt Nam được chuẩn bị rất kỹ để khi làm đám cưới phải cẩn thận. Tại sao? Ví dụ Nguyễn Minh Nghĩa lấy Lê Thị Thu Trang thì đừng bao giờ lên nói hôm nay là lễ thành hôn của Nghĩa Trang. Đưa nó ra bộ rồi. Người ta dặn lúc đó thì nói họ hai họ. Ngược lại họ cũng có cái anh tên là Từ Công Minh đó. Lấy chị Trần Thị Lệ Nguyên, không lẽ nói hai họ Từ Trần. Lúc đó phải cẩn thận. Tôi không bao giờ quên câu chuyện cha Mai Đào Hiền. Nhiều quý vị ở đây biết cha. Ai không hiểu thì thấy cha dữ lắm. Ôi rất là vui, không có tù chung với tụi tôi. Mà được thả về rồi đi vượt biên. Năm đầu tôi vô tù thì ngài được thả về. Tôi còn ở 9 năm nữa. Ngài kể chuyện lúc ngài làm linh mục dòng Salesian được coi cái nhà hưu ở Gold Coast, chứ ở cái xứ thiên đàng. Nhà hưu mà thì ở trong cuốn sách nghi thức có những hàng chữ đỏ là chỉ cách cho linh mục làm. Thì ba câu hỏi mà hỏi cô dâu chú rể đấy, thì có câu thứ ba để tùy trường hợp mà hỏi. Thì đây, cái ông Martin 76 tuổi, có vợ, có con, có cái cháu trắng, rồi giờ vợ chết. Ông thành hôn với bà Rosemary 74 tuổi, cũng có chồng chết, rồi cháu trắng cũng chết. Hai bên sống tuổi già với nhau, tức là vô nhà thờ. Con cháu nó ngồi gần muốn chọc hết rồi. Thế là cha Hiền đứng hỏi thế này: hai ông bà có tự do mà đến với nhau, không ai bị ép buộc không? Hỏi bằng tiếng Anh đó. Are you free to come here to give yourself freely and without reservation? Thì ông Martin này ông cũng mệt rồi mấy ngày đó, mà ông ra dắt. Bà kia cũng dắt. Câu thứ hai: Do you promise to love and to respect your partner for the rest of your life? Có hứa yêu thương và tôn trọng người bạn đời của mình suốt đời không? Thì ông này cũng nghe cho xong rồi dẹp, bà kia cũng dẹp. Câu thứ ba là cái câu mà tùy trường hợp để hỏi, mà cha Hiền lúc đó nói mình còn mới quá mình quên, cái mình hỏi liền: có chấp nhận con cái mà Chúa sẽ trao? Cái ông Martin đó ông cũng dẹp được. Cái bà Rosemary bà trừng lên này, bà trừng một hồi cái bà nói gần giọng nha: not applicable. Rồi bà chỉ nghiêng ngực, bà nói too old. Nhà mình mà đẻ đá mình nói tới. Cũng như một cặp mà tôi thấy 60 mấy tuổi làm đám cưới với nhau, cũng ông quá bà quá. Và cái câu đố của tôi đó, ở Sydney tuần rồi tôi được đố một người phụ nữ mà chồng qua đời thì gọi là quá phụ. Trời quý vị giỏi dễ sợ. Còn một người đàn ông mà vợ qua đời thì gọi là dân trẻ ở Sydney. Tôi biết, tôi nói chịu thua, tôi nói gì quá phu nó cũng không chịu, quá cô gì nó cũng chịu, cô phu nó cũng chịu. Cái nó nói dân giang hồ nói người đàn ông mà vợ chết là quá đã. Thưa, cái họ để cho mình biết mình có một dòng tộc, rồi cái chữ lót, rồi cái tên để phân biệt mình với người khác rất đẹp. Nhưng trước đó thử nghĩ coi, có phải không là mình còn có cái gì phái tính khác nhau. Đừng có đứng núi này rồi con núi nọ. master ở Tây Úc nói với tôi: cha, kiếp sau mà Chúa có cho đầu thai, nên là cũng bị nhiễm cái chủ thuyết của Phật giáo. Rồi hỏi anh xem, tôi sẽ xin Chúa cho tôi làm đàn ông. Tôi nói với bà ấy, làm đàn ông và làm đàn bà bên nào sướng hơn? Bà nói đàn ông. Tôi kể liền, tôi nói thưa sơ, ngồi xuống bình tĩnh nghe. Hồi nhỏ mới sinh ra, con trai với con gái bên nào được ăn mặc kỹ lưỡng hơn? Gái. Con trai nhiều khi có vùng đùi, mà vùng đùi đặt sao có tivi mở màu ra nữa, tin cầu làm cuối xóm với tê tính thơ. Lớn lên chút, ai đi đâu cũng được người ta chờ và người ta chở, nhất là ở Việt Nam, xe đạp với xe hai bánh, rồi ai phải chở và phải chờ. Con ông chờ vợ ngồi ngoài xe gắn máy đợi Tết, cái vợ làm lâu quá ra, cái chị nghe mặt ông nói trời Tết nhất mà sao ông không cạo đâu. Cái điều nói tôi cạo rồi mà tôi đợi bà nó ra. Tội nghiệp. Rồi tôi nhìn thấy cảnh lên dốc cầu Bình Triệu để đi qua Đức Mẹ Fatima Bình Lợi đó, xe đạp năm 75-76, xe gắn máy đâu có đạp, cái động cơ thì ốm hơn tôi nữa, mà cái trọng lượng nghe sao khá phì nhiêu, mà sao sức đâu mà mấy ổng đạp lên dốc. Tôi đạp một mình thôi đó mà hai lỗ tai nó ra khói rồi, vậy mà mấy ổng đạp tỉnh bơ. Mà cái vô tâm nhất là ngồi đằng sau ăn cái bịch bánh Thái Lan tỉnh bơ, chớ hề cho cái động cơ được miếng. Đó là câu chuyện nói cho vui thôi, chứ không có thiệt đâu, rồi đừng ngồi đó buồn. Cứ nói ông học chuyên nói xấu các bà, tại vì đàn ông ngu gì nói xấu đàn ông. Rồi đi xin việc ai dễ xin hơn? Chứ là gió đây dưới kia trả lời thấy không, nữ đi xin cái nó nhìn cái nó nói còn chỗ, nam cái nó hết chỗ. Tôi có kinh nghiệm. Công an giao thông mà nó chặn đường lại, ai cười dễ tha hơn? Nữ nữa. Hai sơ dòng bến Thánh Giá phát hiện, từ ngoài Bắc vô đi học, đi ngang cái góc đường Phan Côn Phan Liên có một chiều, bả chạy một chiều. Tụi tôi nói chắc chết rồi, bả vô đó rồi, công an ra chặn là mà cười hồi nó tha. Đi ra hỏi sao thì hai sơ nó nói em chả biết. Và lúc bị chặn lại là em hãi quá. Khiến mình bắt dễ thương rồi. Rồi tôi đi với cha Mai Văn Hùng đi họp Liên tu sĩ ở dòng Francisco, đường Mai Thị Lực. Họp ra trưa đi tắt, từ Điện Biên Phủ tắt qua đường nó con chiều cũng chạy vô. Cái công an ra trận cha Hùng trước rồi tới tôi, cái cha Hùng nói cười lên cho nó bớt đi. Cười tôi vừa mới cười là nó tăng giá gấp 2. Nó nói đã vi phạm là còn cười mà vẫn cười. Cuối cùng vào công tác nhà dòng coi ai lời ai lỗ à. Ở đây có mấy thầy tu rồi tôi cũng biết. Bên nữ đó, lễ khánh có treo nhẫn đó, gọi là lễ thành hôn với Chúa Giêsu. Bên nam thành hôn với cái ma này. Đức mẹ chết. Thành hôn với ông đánh xe càng chết mà. Đám cưới về. Cho nên nam lỗ hơn nhiều. Nói vậy cho các ông phấn khởi, thấy mình bị hẩm hiu cho nên Chúa thương mình nhiều hơn. Nhất là ông nào uống bia nhiều, đêm nay về đổi bỏ uống rượu. Uống bia chết hết. Ra Nghĩa Trang coi còn mộ bia không à? Tôi không thấy cái mộ rượu nào hết. Vì vậy mà Đức Mẹ thương đó. Cho nên trong kinh cầu Đức Mẹ có một câu: Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa vậy. Nói chơi vui thôi, đừng có đọc rồi nghĩ vậy. Rồi thưa quý vị, ngoài cái phái tính ra, quý vị còn có cái quốc tịch Việt Nam, rõ ràng mình phải ảnh diện chứ. Một thời gian giới trẻ người Nhật hay nhuộm tóc, mấy năm về sau này bớt, nó trở về cái identity, cái căn tính của nó hãnh diện nó là người Nhật. Nhất là sau cái biến cố tsunami là sóng thần, cả thế giới ngưỡng mộ lòng tự trọng của người Nhật. Lúc đó thanh niên thiếu nữ Nhật bớt nhuộm tóc, không cần, bởi vì tôi là người Nhật. Mình có hãnh diện là người Việt Nam. Thưa quý vị, tôi nói thì hay lắm đó. Tôi được nhà dòng lúc được thường trú vĩnh viễn ở Úc cách đây 13 năm thì được gửi sang Roma, vô nhà mẹ của dòng La Sang ở Via Aurelia bên Ý. Học thì tối hay rủ nhau đi ra chơi, mà lúc đó trong nhà dòng rất nhiều quốc tịch kéo về đó để học. Người ta căn dặn 9 giờ phải về thôi, cổng đóng. Nếu tôi đi 2-3 thầy trẻ thì nhảy tường vô. Hôm đó đi, con ông khá to, làm sao đem ông vô, đành phải bấm chuông. Bấm chuông thì cái người mở cửa, câu hỏi đầu tiên nó hỏi nước nào đi chơi khuya về. Tụi tôi rất là nghiêm chỉnh trả lời, we are Chinese. Nói ra. Hôm sau thấy trên bảng để cảnh cáo mấy cái người tu sĩ của China, bởi vì đi chơi về khuya họ ngạc nhiên nhìn nhau. Anh gác cổng, anh thầy gác cổng, anh người Ý, anh có biết thằng nào Việt nào tỏ. Phải hãnh diện. Trường hợp đó thì thông cảm cho tôi thôi. Tôi là người gửi cái ý đó cho mấy thầy kia nói. Nghĩ lại thấy cũng hơi ác lắm. Rồi quý vị có một gương mặt độc đáo tôi không nói nữa. Một mái tóc, một cái nhìn, một nụ cười, một hàm răng cũng khác nữa. Hàm răng khác nhau đó. Người ta gọi là cái nha chu và nha thức của mỗi người khác nhau hết. Trừ ra mấy người đeo răng giả như tôi. Tôi răng giả thật. Tôi đi tù về, hàm trên không còn cái nào tốt hết. Cho nên lúc được quốc tịch, tức là được bảo hiểm đồ gì, thì mấy thầy kêu tôi ra nha sĩ ở trên chỗ Bankstown, Sydney. Bà nha sĩ, bà khám và bà đổi tôi thành quốc tịch Pháp liền đó. Tôi có quốc tịch Úc rồi mà thành quốc tịch Pháp. Mấy vị biết không tại sao? Pháp nó có cái dòng họ sang nhất là Henry, mà tôi là Henry là Hương Răng. Nó đè lên nó nhổ còn có hai cái hơn trước là Hăng Rai, hai răng. Hai ngày sau nó hẹn ra nó lấy luôn Hăng Rết, hết răng. Cái này giả không. Cho nên tôi là người ở đây có thể vừa ăn chuối vừa đánh răng. Quý vị có nghe câu chuyện vui nữa, tại vì càng khuya càng mệt. Cái câu chuyện vui là có ông đi đến để bác sĩ khám mà ông đi càng nhắc mình. Bác sĩ thấy tội nghiệp, mời mình xin quý vị cho ông ưu tiên vào. Thế là ông vào, bác sĩ hỏi ông bị gì vậy? Bị cắn. Trời ơi, nhà nào thả chó cắn ông mẹ ông báo tôi đi. Tôi có việc báo cho cao sồ để nó phạt cái nhà đó. Không phải chó cắn, người cắn. Bác sĩ nói vợ cắn hả? Tôi đâu có vợ. Vậy ai cắn ông? Phải con ông cắn ông. Bác sĩ vô duyên. Tôi không có vợ sao có con. Bác sĩ buồn quá nói vậy ai cắn ông? Tôi cắn tôi. Cắn ở đầu với ông. Kỳ anh. Bác sĩ nói bây giờ tới phiên ông ngồi xuống tôi khám coi có mát không. Nói mát cái gì? Tôi vô nhà tắm. Tôi để hàm răng giả trên cái ghế. Tôi quên tôi ngồi đây. Chuyện không có thật. Chuyện nào không có thật tôi phải báo liền chứ không có yên tâm được. Rồi, thưa quý vị, kể cả những cái gương mặt của mình, tứ chi của mình cũng khác. Có nhiều người nói sao Chúa cho chân tôi dài mà tay tôi ngắn. Vậy tôi nghiên cứu rất kỹ về cái tỷ lệ của cơ thể. Ai chân ngắn thì tay ngắn, ai chân dài thì tay dài. Nó tương xứng với nhau. Chỉ trừ một vài trục trặc nào đó về bệnh ngoại. đây Chúa là người nghệ sĩ tài ba lắm, cho nên xin đừng có nói sao Chúa dựng nên con rất kỳ. Rồi tiếp nữa là mỗi người có một dáng đứng tướng đi khác nhau, không thể bắt chước được đâu, có thể nhái nhái được thôi. Nhưng mà mỗi người do cái cấu trúc, cái tính tình, sự quyết định của mình và bước chân của mình nó khác nhau. Rất là hay. Tiếng Anh nó gọi là you have your own posture and attitude. Rồi sâu hơn một chút, mình tìm hiểu về mình để rồi mình cảm ơn Chúa là vậy. Sâu hơn một chút, mỗi người có tính tình riêng. Mặc dù các nhà tâm lý nói có 8 loại tính chính, từ đó sinh ra mấy chục loại tính tình khác nhau, nó lai nhau chút, nhưng ít nhất mỗi người có một cái tính riêng, là specific character. Trong cái tính đó thì thứ nhất, tư tưởng mỗi người khác nhau, suy nghĩ khác nhau, ký ức, cái memory của mỗi người khác nhau, intelligence là trí tuệ của mỗi người khác nhau, rồi đến feelings, cái cảm giác, emotion, cảm tình hay tình yêu, rồi cái desire tức là cái khát vọng của mình, rồi trong đó có cái yêu thương, giận hờn, nhất là sợ hãi, mỗi người mỗi khác. Rất tuyệt vời, không ai giống ai. Quý vị có thấy có người sợ này, người sợ kia không? Có người tự nhiên có sợ, mình đâu có thể giải thích được. Riêng tôi đố, tại vì nói về memory, ký ức, thì mấy người Úc, bên Tây Úc đố tôi, đố cha, mấy cụ lớn tuổi, đàn ông đó, nam thì có hai cái bệnh dễ mắc là bệnh rung tay gọi là Parkinson với bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Vậy thì mấy cụ nam giới cao niên thích mắc cái nào hơn? Rồi quý vị trả lời giùm tôi thử. Parkinson. Thích Parkinson hơn. Rồi. Chưa nói tại sao, có ai thấy nữa? Ai không dám trả lời hết vậy? Đây là câu trả lời của người Úc. Nó nói thà bị Parkinson hơn. Đúng như chị nói. Tôi mới hỏi why. Nó nói dễ ở. Chẳng thà run cầm ly rượu, nó ra, nó sánh ra ngoài chút mà còn uống, còn hơn đi tìm hoài không nhớ chai rượu nằm đâu. Một ông nói rất chí lý, thấy không? Chẳng thà run cũng còn uống được, không giờ cũng nhớ chai rượu thì sao? Ông khác nói hờ, cái đó nhầm nhò gì? Chẳng thà run tát cho bạn cái nó hồn cũng không sao, còn hơn tát vợ thằng khác. Nó qua nó bắn chết tận không nhớ mà. Nói cái memory mới hay. Ở trong cái ký ức của quý vị biết bao nhiêu chuyện đúng không? Rồi Chúa huyền nhiệm hơn, đến một giai đoạn nào đó Chúa bắt đầu xóa, để khi mình ra đi mình không tiếp. Hãy nhìn thân thể của mình đi. Tôi thường ngày cũng hay nhìn bàn tay tôi, và tôi cũng hay nhìn bàn tay của quý vị nữa. Cái này mỗi ngày nó hư đi thật, nó xấu đi, rồi nó bất dụng, tức là dùng không được trọn vẹn nữa, để rồi ngày nào mình lìa nó mình cũng tiếc. Chứ nếu nó cứ mới nguyên điên chắc tiếc. Tôi lên nó chết rồi, cái tay của tôi nó xấu hơn cái chân của mấy bà nữa, nhăn nhiều rồi, rau muống rồi, gì nó lên tùm lum. Như vậy mình rời nó mình tiếp. Chúa chuẩn bị rất từ từ. Cũng hay. Cho nên chỉ tội nghiệp cho những người chết trẻ, có lẽ họ tiếc, còn đầy sự sống. Do đó mới mang ơn những chiến sĩ, vì họ trẻ không, mà một vị lý tưởng nào đó chết ở ngoài mặt đất. Thưa quý vị, tôi đang nói tới những cái nó sâu vô trong. Tất cả những cái đó là những yếu tố để nói lên cái soul hay cái hồn. Hồn là cái gì không ai biết, nhưng hồn có những khả năng để điều hành cái tư tưởng, cái ký ức, cái trí thông minh, cái cảm tính, cái cảm tình, cái tình yêu, cái giận hờn, cái sợ hãi. Tất cả cái đó là những chi tiết đặc tính của cái sâu nhất là hồn. Mà mỗi người tin rằng mỗi người có một xác duy nhất và một hồn duy nhất. Đó mới là một gì đáng quý. Mình không biết hồn ở đâu, nằm trong nào. Có người trả lời với tôi thì thưa cha, nằm trong cái đầu. Hỏi tại sao? Bởi vì chặt cái đầu là chết liền. Đúng, nhưng cũng có người chặt cái tay mà không cầm máu được cũng chết à? Không lẽ hồn đi ra từ từ? Tới giờ này cũng không ai biết hồn đi vào xác lúc nào, ở cái tháng nào trong bào thai, lúc nào, ngay cái lúc tinh trùng và cái nõn gặp nhau, hồn có chưa? Người ta chỉ nghi ngờ. Cả các nhà thần học chỉ đoán rằng khi có sự sống hình thành là bắt đầu có hồn. Mà hỏi lúc nào chính xác? Nhưng ai cũng tin rằng mình có cái hồn. Do đó nếu chỉ xét đoán quý vị theo vẻ bề ngoài không ai hài lòng hết. Vì mình còn có những cái có giá trị hơn bên trong. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu không bao giờ nhìn ai và xét đoán bề ngoài cả. Tôi rất phục Đức Hồng Y Albert Decourtray, người Pháp, tổng giám mục thành Lyon. Ngài viết cả một quyển sách rất dày là cả cuộc đời Ngài đi tìm xem có ai trên trần gian này có lòng kính trọng người khác bằng Chúa Giêsu thôi, để Ngài bái phục. Suốt cuộc đời Ngài đi tìm không ra. Và Ngài nói đúng là cái ông Giêsu, là cái ông hãy gặp ai là ông kính trọng người đó. Ngày mai tôi sẽ cho vài ví dụ của Đức Hồng Y Albert Decourtray. Ví dụ rất dễ thương và rất thực tế trong cuộc sống. Còn chúng ta có thể dễ nhìn bề ngoài rồi xét đoán. Cha tầm thường nói xét thì được, judge là mình xét, nhưng đoán là guess, luôn luôn mình sai. Xét thì còn cân nhắc, đưa lên bàn cân để đúng hay sai, nặng hay nhẹ, mà đoán là hoàn toàn ngồi đó nghĩ tại vậy mà ra vậy. Mà cái vậy đầu tiên của mình, cái giả sử đó chưa chắc nó có căn bản. Cái từ đó mình suy ra là mình lầm. Ai trong nhà thờ này đã nghe câu chuyện 1000 con hạt bằng giấy đăng lên Internet? Đó là kho tàng câu chuyện ngắn về tình yêu của người Pháp, rất nổi tiếng. Tôi kể tóm tắt. Hai anh chị thương nhau lắm. Anh là công nhân của một cái hãng mà đầu thế kỷ thứ 20 ở bên Pháp, bên châu Âu nói chung, cách mạng văn hóa kỹ thuật đang tăng tiến, cho nên máy móc của họ phát minh càng ngày càng nhiều. Thì anh là một công nhân cơ khí nghèo. Thời đó giới chủ bóc lột công nhân rất nhiều. Chính vì vậy mà cộng sản sinh ra. Cho nên cưới cái người kia thì hai người rất là yêu thương, rất tôn trọng và rất hiểu tính tình của nhau. Nhưng mà bên nhà gái đề nghị cưới thì ảnh nói thật: con chưa đủ sự nghiệp, con rất thương con gái của bác, nhưng xin cho con làm lụng để dành đủ rồi mới tự lực cánh sinh, mới lập gia đình thì còn tốt thôi. 1 năm trôi qua rất lãng mạn, là cứ mỗi ngày đi gặp nàng về. Ban đêm đó anh dùng giấy màu, anh xếp một con hạt bằng giấy rồi bỏ vào một cái lựu hũ thủy tinh khá to, loại cái chậu nuôi cá. Mỗi ngày 2 năm rưỡi, hơn 2 năm rưỡi, đến lúc quyết định, anh nghĩ trong đầu bao giờ mà đủ 1000 con thì đem đến biếu ngài và xin được linh hồn. Thế là hôm đó anh đổ ra thì nó dưng mấy con hơn 1000, anh lượm đúng 1000 vào để trong, rồi đậy nắp lại, dán băng keo lại, đi tới nhà nàng. Gõ cửa thì thấy mở ra không thấy nàng đâu, mà cha mẹ nàng có thái độ hơi lạnh nhạt nhưng cũng tiếc, và ảnh muốn nhìn để tìm người yêu của mình. mình đâu thì không thấy. Mới nói nếu như Helen đi vắng thì nhờ hai bác trao cái này lại cho nàng, vì đây là quà của con, kỷ niệm từng ngày hai đứa quen nhau và thương nhau. Hai ông bà mới nói liền, anh đến đây cũng đúng lúc. Ủa sao hai bác biết con đến đây để xin phép được dắt ba má sang để đính hôn? Không, anh đến đúng lúc là vì hôm nay chúng tôi phải nói thẳng với anh không đủ tiền để xây dựng sự nghiệp, cho nên chúng tôi quyết định đưa con gái về Paris để nó lập gia đình với một người có khả năng tài chánh hơn, cho nên xin hôm nay anh quên nó đi. Bác có nói thật không? Thấy hai ông bà cũng buồn khi phải nói như vậy và không nói nhiều. Anh thấy đắng trong cổ, tim nó như muốn ngừng đập, miệng nó khô. Đứng dậy tính lấy cái lọ đi về. Thôi không lấy, biếu nàng, nếu nàng còn nhớ đến ta thì cứ nhìn cho nó. Tôi chào hai bác về. Từ đó không đi ngang cái con phố đó, thỉnh thoảng đi nhìn ở xa xa thì thấy người khác ở trong căn nhà đó. Anh ta miệt mài làm việc, học hành về kỹ thuật. 10 năm sau, anh lên Paris có một cái xưởng nhỏ, có thợ dưới quyền mình 7-80 thợ, trở thành một người tiểu tư sản giàu. Anh có chiếc xe traction màu đen của Tây đó, Tây tự làm, anh lái đi. Và cái lòng vẫn còn bác ái và thấy thương người nghèo, vì chính mình nghèo cho nên mới bị người ta bỏ mình. Cho nên anh thấy người nghèo là anh thương. Đi làm về buổi chiều, từ xưởng làm lái xe về dọc đường, hãy thấy người nghèo đi bộ là ngừng mời lên, chở, đi đến đâu cũng chở. Một hôm trời mưa, thấy có một cặp vợ chồng già che một cái dù cùng chung nhau đi. Anh ngừng lại, vừa tính mở cửa để mời thì nhìn thấy bố mẹ của người yêu anh. Cơn giận nó trở lên, anh không mời, anh để cho hai ông bà đó đi. Rồi anh định lái xe đi luôn, nhưng anh thử nghĩ có ở biết đâu, mình đi coi coi nhà họ ở đâu, bây giờ họ giàu cỡ nào, con gái họ lấy được người nào. Thế là hai ông bà cứ đi thì anh lái xe chậm chậm đi. Vì trời mưa cho nên lưu thông cũng không cản trở mấy. Bất ngờ quẹo cái cua, anh ngạc nhiên bởi vì cái cua đó đi vào cái nghĩa trang. Anh mới rợn người một chút, rồi anh nhìn thấy hai ông bà đẩy cái cửa sắt ở dưới mưa đi vô, mà bà lôi trong áo ra một bó hoa nhỏ xíu để lên một cái mộ. Mà ở đằng xa anh nhìn thấy trên cái mộ có gắn bằng xi măng cái lọ có 1000 con hạt bằng giấy. Anh đâu có lòng được cái lọ của anh, chịu hết nổi. Anh thắc mắc quá mới chạy. Hai ông bà nhận ra ảnh thì đứng khóc chung với ảnh. Anh không khóc được, anh đang tức. Thì hai ông bà nói, chúng tôi xin lỗi anh là vì phải nói dối. Con gái tôi đi chẩn đoán và biết, bác sĩ cho biết nó chỉ sống được từ 6 đến 9 tháng. Nó sẽ chết với căn bệnh đó, không có thuốc gì chữa được. Cho nên nó bàn với chúng tôi để anh được tự do và không làm cho anh quyến luyến. Thì bằng cách nói như vậy, anh sẽ không bao giờ tìm hiểu tiếp. Bây giờ nó chết rồi, xin anh tha cho nó. Anh ta đứng ngẩn ngờ đó, khóc cũng không được, không biết làm gì, đành chở hai ông bà về. Từ đó anh ta giúp đỡ hai ông bà đó. Nhưng mà cái tức là cái anh trai nhà văn đã viết tới đó rồi thôi. Mấy thằng Tây đi kỳ cục lắm. Tao có tức ngang đây không nghĩ tiếp được. Nhưng mà ít nhất câu chuyện đó nó nói lên một điều: cái người dám chết để cho mình được tự do có rồi, ông bị treo lòng thòng trên thập tự. Chết để cho mình được tự do mà nhiều khi mình vẫn còn oán hờn. Cái người đó dám giải thoát mình khỏi một cái gì nó gò bó để mình vươn lên, mà nhiều khi mình không nhận ra cái ơn đó. Oán hờn đã là một bậc thấp, không nhận ra ơn, vong ân là một cái cao hơn, làm người ta buồn hơn. Cho nên cái đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá không phải là bị người ta chửi cái tại chỗ đó, cũng không phải những đau đớn trên xác, mà là cái đau đớn khi Chúa nhìn thấy từng thế hệ họ nói mặc xác ông muốn chết thì tại ông chết. Cái đó đau khổ hơn nhiều, cái đó làm cho Chúa cô đơn hơn nhiều. Cho nên cái câu chuyện người thanh niên đó, ý tôi muốn ghép hai cái là, một là có khi mình xét đoán người khác trên bề ngoài, nhưng bảo đảm Chúa không bao giờ xét đoán trên bề ngoài. Và hãy cảm ơn Chúa. Tiếng Việt hay cảm ơn, mình đọc nhanh quá thành cảm ơn. Cảm là nhận ra, ơn là cái ơn, cái hồng ân người ta làm cho mình rất hay. Cho nên lòng cảm ơn Chúa là một trong những hoa quả của đời sống thiên liêng. Vì mình biết mình được thương thì mình hạnh phúc. Đừng nghĩ tới tội lỗi, ai cũng có tội, không ai là không có tội. Cho nên quý vị thấy trong một cái đầu lễ khi xét mình, một linh mục nói hôm nay chúng ta đặc biệt xét về điều răn thứ 6. Ai chưa hề phạm tội về điều răn thứ 6 thì ngồi xuống, thì tất cả ngồi hết. Con bà già đứng, rồi mọi người cảm phục bà thật. Bà nhận là bà không có hề phạm điều răn thứ 6. Không, tôi nói ngược lại, ai đã từng phạm điều răn thứ 6 đó thì cứ đứng đó, còn ai không có thì ngồi. Ai cũng nói bà đứng thì mọi người nói trời, bà nhận bà phạm. Cái cha mới nói cảm ơn bà, tại sao bà can đảm và khiêm nhường vậy? Tôi biết ai cũng có nhưng ai cũng xấu hổ. Bà nói có gì đâu, ai cũng ngồi, con thấy cha đứng mình tội nghiệp con đứng theo. Tức là cha phạm nhiều. Câu chuyện thứ hai, ông cha xứ nhìn một ông giáo dân mà bực mình lắm, bởi vì cái ông giáo dân nó giữ đạo ba vào. Quý vị biết đạo ba vào, tiếng Pháp tạm gọi là religion de trois entrées. Entrée là đi vào, entry đó. Một đời đi vào nhà thờ có 3 lần thôi. Một là bế vào, hai là dắt vào, ba là khinh vào. Bế vào là rửa tội đó, dắt vào là hôn phối đó, dắt tay nhau vào, khinh vào là khiên sát vào. Còn ngoài đó ở đây khỏi đi, ở nhà xứ lên. Rồi cha xứ là bực mình ông lắm, rồi cha chết. Thì ông cũng đến nhà thờ cầu nguyện rồi cho cha, mình nói trời cũng đạo đức, cha lên thiên đàng, ông mất không biết đi đâu mất. Cái ông ấy cũng chết. Ông lên thiên đàng cái gặp ông Phêrô. Ông Phêrô đó mở computer lên bấm, bề bối. Ở đây đằng kia có 2 hộp phấn, phấn đỏ với phấn vàng. Phấn đỏ là tội trọng, phấn vàng là tội nhẹ. Chứ có cái thúng đó, lấy bao nhiêu phấn ra, thế cậu thầy giờ cứ viết nhớ được tội gì nâu trọng thì ghi vô phấn đỏ. Tuổi thứ nhất, tuổi thứ nhì, tuổi thứ ba đi lên. Chứ ông 70 mấy tuổi rồi ghi cao cao, chừng nào hết là vô tới thiên đàng. Trời ơi, ông mừng quá, vậy thì cũng dễ. Ông ngồi ông ghi được tới 70, gần 50 mấy bậc, nghe đung ở trên chạy xuống, nhìn thấy cha xứ chạy xuống. Cái cha xứ nhìn thấy ông nói, ủa ông cũng được lên đây? Dạ, con đang đền tội thôi, đang viết. Ông cha trên đó hả? Ừ, mà cha chạy xuống làm gì vậy? Ông có phóng đưa tôi mượn chứ. Người cha viết hết phóng mà ông đủ. Chuyện không có thật. Tôi tin là Chúa không có nhìn bề ngoài. Và cái câu mà mình rất nghe nhiều người đọc là lạy Chúa, xin Chúa đừng bỏ con. Trên phương diện cựu ước đọc không ai nói, nhưng trên tinh thần tân ước nó không đúng. Bởi vì khi Chúa Giêsu đến, Chúa đã quả quyết là có Cha ở yêu mình và không bao giờ bỏ mình. Cho nên xin đừng đọc vậy. Một mình Chúa Giêsu có quyền đọc câu đó trên thập giá. Là Cha, sao Cha nỡ nào bỏ con? Nhưng chúng ta không nên đọc vậy mà nên đọc khác. Vì tin một điều là Chúa không bỏ mình, chỉ có mình bỏ Chúa. Cho nên nên sửa lại, xin cho chúng con đừng bỏ Chúa. Chúng con có thể dốt nát, bỏ Chúa, Chúa không chấp. Chúng con có thể bị đam mê lôi cuốn, lường gạt, bỏ Chúa, Chúa vẫn tha. Nhưng tự ý chúng con là bỏ Chúa, còn Chúa không bao giờ bỏ mình. Xin đừng đọc là Chúa xin đừng bỏ con. Nên sửa có mấy chữ là Chúa, xin cho con đừng bỏ Chúa. Sửa có một chữ mà tiếng Việt hay thật, tiếng Việt sửa được, tiếng Anh sửa đâu có được. Tôi thử rồi nó trầm mất rồi. Như tiếng Việt có một thầy giáo vào lớp viết 6-7 chữ riêng đó, 6 chữ ông viết lộn xộn rồi nè rồi ráp đi. Cái câu đó là cái câu không thầy đố mày làm nên đó. Có 6 chữ không thầy đố mày làm nên mà ông viết rồi. Một em học sinh giơ tay lên, thưa thầy con biết rồi. Thầy mừng quá nói mấy em các lắng nghe trò ra đọc, cái nó đứng lên làm thầy mày không nên đố. Cũng đúng chữ này. Lúc đó luôn không yên luôn. Tiếng Việt hay thật đó. Không có tiếng nước nào mà xáo trộn như vậy mà nó giữ nguyên nghĩa và vẫn đúng văn phạm hết á. Cho nên quý vị để ý. Khi đọc kinh tiếng Việt mình rất hay. Tôi nói thật vậy. Tôi ngẫm nghĩ từng chữ và thấy hay thật. Giống như câu chuyện vui cuối cùng mình nghe, có ông đi làm về thấy con ngồi khóc. Hỏi sao vậy? Nó chỉ thấy mặt nó đỏ. Thằng nào đánh mày á? Dạ. Tức quá ông chạy ra hàng xóm sắn tay áo lên, ông la to lên, đáng lẽ ông là thằng nào đánh con tao, có mấy chữ à, thằng nào đánh con tao, có 5 chữ và nóng quá chẳng là con tao đánh thằng nào. Thằng con nào đánh tao, tao đánh con thằng nào. Ông làm 20 mấy câu. Quý vị về viết tôi coi được 20 mấy câu thật. Tiếng Anh đâu đố làm được. Rồi chuyện vui thứ nhì là để nó kết thúc đi về ngủ cho nó ngon, đó là có một ông cũng đi làm về thấy con ngồi nó lấm lét mà nó, cái nhà sát bên cái chùa, chắc nó vô trong chùa nó ăn cắp trái cây gì đó. Rồi cái ông này nói ai đánh mày, nó chỉ bên chùa, ông sư đánh mày hả? Nó nhận đại vậy đó mà cái ông này sợ quá. Ê, ông sư, ra, sao ông đánh con tôi? Thiện tai, cả cuộc đời bần tăng từ nhỏ đến lớn chưa đánh ai. Tôi hèn, ông đánh nó rồi ông trốn, hay là ông chửi mắng nó cho nó sợ quá chân nha. Thiện tai, quả là thiện tai, cả cuộc đời bần tăng từ nhỏ đến lớn chưa chửi ai. Ông nó lao nhiều thôi, ông có môn ông nhào vô đi. Sánh tay áo lên đi ông. Thiện tai, từ nhỏ đến lớn bậc tăng cũng chưa ngán ai. Thưa quý ông bà anh chị em, đến 9:30 là mình hết giờ đó. Không biết là chắc câu hỏi câu đố gì chứ nên để ngày mai vậy. Ngày đầu nó mệt thì mình về nghỉ để mình lấy trớn cho ngày mai rồi ngày mốt nữa. Mà ngày mốt có lẽ nói một nhiều tiếng Anh hơn chút cho các bạn trẻ. Nhưng mà quý ông bà đi dự chắc cũng vẫn vui. Tôi xin đúc kết là tôn giáo là liên hệ, relationship. Và trong tôn giáo, con đường mỗi người đi gọi là đường thiêng liêng. hoàn toàn khác nhau. Và đời sống thiêng liêng là gì? Khoan nói, đời sống thiêng liêng chỉ bắt đầu khi nào mình tin rằng, mình cảm nhận tới đấng mà mình tin, mình được yêu thương bởi đấng đã tạo nên mình vô điều kiện, vô bến bờ, đủ, thật đáng sống, thật vui và thật hạnh phúc. Không có gì hơn hết. Và tôi kết thúc bằng một cái câu nói nổi danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài nói: thưa quý vị, hãy coi chừng những gì mình nói, là vì khi mình nói ra thì người ta biết mình nghĩ gì trong đầu. Mình không nói đâu ai biết. Hãy coi chừng những gì mình năng nói, bởi vì hãy mình năng nói thì mình sẽ bắt đầu hành động, mình làm. Hãy coi chừng những gì mình làm, vì khi mình làm đi làm lại mình thành thói quen. Hãy canh chừng thói quen của mình, vì thói quen của mình nó nói lên cá tính của mình. Hãy coi chừng lại cái cá tính của mình, vì nó là định mệnh dẫn mình đi tới cái cuộc sống mai sau mà mình định, chứ không ai định dùng. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Nếu mình xây dựng trên tình yêu Chúa, tất cả những gì mình làm đều thấy ngọt ngào, hạnh phúc. Nếu không sẽ thấy vô mình chán nản, nặng nề và khó hiểu, không chấp nhận. Mà theo tôi, tôn giáo không phải nằm ở đây mà nằm ở đây. Tôn giáo không phải là những gì lý trí mình chấp nhận, mà những gì con tim mình cảm nhận. Y như yêu nhau, hai ông bà yêu nhau hồi đó có ngồi lý luận không? Này phải mặc trái xoan, mũi dọc dừa, chân mài rau răm, ta mới yêu. Khó. Cần tình yêu đến, nó có lý lẽ của con tim mà trả cái óc không hiểu được. Trong đời sống đi theo Chúa Giêsu cũng vậy. Xin hãy lấy con tim. Không phải tôi chủ trương sống hoàn toàn tình cảm, cái gì cũng dựa trên tình cảm. Đọc kinh phải rớt nước mắt mới gọi là đọc kinh sốt sắng, không. Tuy nhiên, luôn luôn cảm nhận được Chúa thương mình, cho dù ngay lúc đó mình đang nguội lạnh, mình lạnh ngắt, nhưng vẫn tin Chúa thương. Xin cảm ơn và chúc ngủ ngon. Tôi kết thúc đúng giờ 9:30. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp nhau chiều mai. Cũng vậy, khoảng 6 giờ mấy thì tôi đóng vai cái thùng rác lạ đó, để ai có rác cứ đổ vào, tại tôi đâu biết đây là ai không. Hồi nãy cũng có nhiều người bị đổ rác rồi, nhưng mà càng đông càng vui thôi, để trở về với Chúa với một tâm hồn bình an. Và trước khi kết thúc đêm tĩnh tâm hôm nay, con xin phép đại diện Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại giáo xứ Hội Nam chân thành cảm tạ sự hiện diện của Cha trong đêm nay, đã cho tâm hồn chúng con một bữa ăn tinh thần ngon lành. Xin kính chúc cho tràn đầy an thánh, sức khỏe, niềm vui và tình yêu của Chúa. Xin cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em. Xin cảm ơn đoàn thanh thiếu niên đã lo lắng về âm thanh và quay hình. Xin cảm ơn dòng ba Đa Minh và Lê Maria đã lo vấn đề quyên tiền. Và xin cảm ơn các đoàn Cô đã dành những lời ca tuyệt vời trong đêm nay và những đêm tới. Xin cảm ơn tất cả những đoàn thể và cá nhân đã trực tiếp và gián tiếp giúp đêm tĩnh tâm hôm nay thành công. Xin cảm ơn. Xin mời cùng đứng lên, mình cùng dâng một lời nguyện để kết thúc. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con một ngày từ sáng đến giờ lãnh nhận biết bao nhiêu ân tình của Chúa. Mà chúng con tin rằng thời gian cứ qua đi, không bao giờ trở lại. Xin cho chúng con quý trọng từng giây phút hiện tại. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa trên từng người, không phải là lý thuyết suông mà là thực tế. Xin cho chúng con có lòng biết ơn, vì Chúa đã yêu thương chúng con trước một cách vô điều kiện vô bến bờ. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con còn sức khỏe, còn trí óc, còn ngũ quan để nhận ra nét đẹp của Chúa nơi tạo vật, nơi người khác. Xin dâng lên Mẹ Maria là nữ vương của chúng con tất cả những tình yêu, tất cả những hy vọng, cũng như những yếu đuối lỗi lầm của chúng con. Xin mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con biết hành động sao cho đẹp lòng con của mẹ. Xin tạ ơn mẹ đã ban đấng cứu thế cho chúng con. Amen. Xin cảm ơn, chúc ngủ ngon.